15 đúng không? 25 chị. Alo, mở loa đi ngoài đi chị. Em nghe anh. Ơi. Ờ, bình dán hết rồi. Bố lấy bỉm quần cho con. Có, vừa mà bố mang cho hết đi để đổi size cho hắn. Size M đó. Vừa rồi. Không đổi được. Còn có bịch hơi dán dùng cho hết đi anh. Mười mấy ngày nó không teo chim nữa đâu. Yeah, còn có bịch đó cho em dùng hết đi. Rồi em đổi size L cho. Đi bự quá mà. Bởi giống bố thôi, gì đâu. Size Nima là đến 11kg mà. Bây giờ mới có 8,5kg mà không có sợ ưng được. Muốn có con phải chịu khổ nè, thấy chưa? Muốn khổ. Chị nhìn vô thấy thầy mới cút lộn đi. Chị đi sau mà có con chắc cũng chăm con lắm mấy này. Thích con nít thôi. Không thích chăm hả? Nhưng mà ổng có chắc chắn. Nói với chăm chăm đừng có nạt tự nha. Họ nhạy cảm, họ tự ti lắm, họ buồn lắm, nghe không? Họ nhạy cảm lắm. Nói chung có chi định nạt vợ thì hỏi cái rồi tư vấn cho thầy. Vô toilet nè, chào con ra, con xoay, con sập con. Chỉ có phụ nữ mới hiểu nhau đúng không chị? Chỉ có phụ nữ mà hạnh phúc lại cho nhau. Bắt mà hạnh phúc cho nhau. Thì lần này đừng có mà tối con dậy khóc để bế mình tủi thân. Chưa, điều đó là chị hàng đêm bình thường. Em là còn sướng là chưa nói là canh con mà hắn ói hắn mửa ho là một mình thôi. Mà hắn ói mửa thì ông kêu ngủ còn dậy còn là chó uống nhiều chi. Ta điên, ta chửi em đẹp lấy tiền luôn. Biết chị lo rồi, nhịn nhịn rồi đó. Im rồi đó. Đừng bà điên lên. Ủa rồi rơm vỡ chăm đây. Mà đâu chăm đây, không làm được cái chi trơn. Mà nó điên. Mình đã xót ruột rồi. Gặp nó nói vô nữa. Một đứa lo chưa xong, nhiều đứa. Chị lo đứa chứ anh lo đứa. Muốn có đứa có, muốn có con thì mình có đứa đầu lo chăm đấy. Lo được tự gì để cho luôn chứ hề. Chữ lớn rồi, cũng chưa lo được chứ. Chở đi chở gì, con học con hành cũng quan tâm đồ nhiều. Em thấy không? Chứ như bố họ là họ quan tâm con một xí luôn á. Học này học kia nè. Con mình răng nè, dẫn đi chơi bài này bài kia. Chị đã không có thời gian rồi. Đâu chăm đâu. Không bài vẽ gì hết trơn á. Chị thấy như đứa có là tậu hơn thầy. Mất công chị mệt thầy. Chứ được cái gì. Ví dụ ham con, ham chơi với con đồ rất là được. Ví dụ hai cha con chở nhau đi chơi nè, rồi ví dụ như chở con đi biển đi đồ các kiểu. Thế là mình tạo niềm vui cho con mình á, không thả hàng đứa. Ví dụ rằng bên bên hời hợp. Kiểu sao không có trách nhiệm, nhưng không có trách nhiệm. Để ví dụ có con mình phải có trách nhiệm. Để là phải lo mà kiếm tiền mà nuôi hắn. Em thấy ngày xưa bố em hay cô giáo bên mình
Mà răng mà em đẻ nhiều đấy chị. Nhưng mà em chịu cực được á. Chín đứa trời. Đấy là mà em chịu khổ chịu cực được hơn. Bố nhà em cho chị nghĩ y ông bi. Tính thì tội nhưng mà kiểu vô tư. Không có kiểu như là thương thì thương nhưng mà kiểu rất á, không bao giờ thể hiện ngoài. Nói chung là ông thâu rơm được rồi, đỡ hơn nhiều thằng cho ăn bà điên khác nữa. Nếu mà đập nữa, cho lên đường một nốt nhạc. Mà ai dám đập chị em? Thử đập một lần đi. Đập đi, lần đi. Ta nửa đêm ta nấu nước sôi ta đổ luôn người luôn. Không phải đi tù. Ta đổ thôi, ta đổ cho ông phỏng vừa thôi. Ta ngu gì đổ. Đúng không? Ngu. Còn ví dụ như là lỡ mà lấy dao đâm một phát thì cho đâm chỗ môi cho ông bị ấy thôi chứ đừng có chết là được. Nói nhiều khi mình đi không đi cho một phát là xả ăn kinh tận thì già đó em ra giọt luôn. Thương dưới 11% là hành chính thôi chưa hình sự đâu. Dễ sợ chứ. Hiền đây là hả? Bà nhanh bà chạy cái chi bông nhanh á, hiền gì thấy được cái lanh thì alo lên làm khách em ơi. À chị này là ấy nữa xí nữa là xăm ấy luôn đó đúng không? Dạ. À, ủa chứ em nghe hồi nãy Nam hồi sáng Nam nói là chị ấy môi gì đó mà phải không? À, do thấy nghe nói là hẹn qua rồi kìa, hẹn người qua làm cho chị. À, thì nhưng mà hẹn kia nữa. Thì chị biết rồi, em nhắn tin em đọc rồi. À, chị nằm xuống đây cho ông bán rửa mặt cái xong rồi em ấy. Dạ. Lên. Chiên. Nhiều suy nghĩ quá. Chắc là giống như mè á. Rang không là mè, nước bên trắng này. Nếu mình đi ăn cái chi keo cục cất rất muộn không? Không, món đi mình nấu món chè. Chè bắp cục được. Đừng suy nghĩ nhiều nữa hả ơi. Không, giống thịt. Đơn giản rồi. Không,